Kính thưa quý vị, liên tục chương trình Tân Cổ Bình Dương ngày hôm nay xin mời quý vị đến với một sáng tác của tác giả Kim Thiên Hương. Bài Tân Cổ được mang tên Mình ơi đừng đi, qua phần thể hiện của Hương Thủy. Xin mời thật sự chương trình. Mình ơi đừng đi, đúng rồi. Trời ơi, cảm ơn anh. Sao còn ngồi đó khóc hoài vậy? Tôi nói với cô rồi, giữa tôi và cô không còn gì nữa cả. Cảm ơn con, đừng có đi theo tôi nữa. Mình ơi nghĩ lại dừng. Không biết mình đang
từ lâu yêu cô rồi, bỏ đứa con đó đi, cô không muốn chị gà của cả, cô hiểu không? Mình ơi, con trẻ nào quay hồi thì làm sao để bỏ con chú thân mình? Thank you.
Yeah.